Hey, hello, xin chào các bạn. À, chào mừng các Hello. bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông Trồng Hay Làm. Hôm nay mình lại nói tiếp chủ đề về chiếc Winner X của mình này các bạn. Mình vừa mới phát hiện ra một cái đặc điểm của nó, không biết có phải gọi là lỗi hay không, hay là tính năng. Nhưng mà mình thấy nó cũng hơi khác so với những cái máy khác đó, những cái xe khác đó các bạn. Làm cái tình trạng nó như vậy là khi mà mình gọi là mình vô đúng số rồi nghe, nhưng mà khi mình cứ tăng ga giảm ga là cái xe nó giật rất là giật giật rất là khó chịu các bạn. Mình cũng có đi một số cái xe tay ga rồi, xe côn tay rồi, xe hơi cũng có, xe máy cũng có, kể cả một cái xe phân khối lớn 200cc luôn, nhưng mà nó vẫn không có bị cái tình trạng giống vậy các bạn. Có nghĩa là ví dụ như á, khi các bạn vô đúng số rồi đúng không, ví dụ các bạn đi tốc độ 30 cây số giờ, các bạn vô đúng số rồi thì các bạn khi các bạn tăng ga thì xe nó tăng đúng không, nó vọt tới. Nhưng khi các bạn giảm ga thì cái xe nó sẽ giảm tốc một cách từ từ. Nhưng không biết sao cái xe Winner X này các bạn, khi mà tăng ga là xe nó cũng giật một cái, mà khi các bạn giảm ga xe nó cũng giật một cái, nó gây ra một cái cảm giác đó các bạn, khó chạy dữ lắm. Các bạn cứ phải giữ đều ga luôn, nếu như mà không đều ga là nó cứ bị cà giật vậy đó. Mà thường á, là đối với những cái loại xe mà côn tay hay là xe hơi á, thì nó chỉ bị cái tình trạng nó ở những số nhỏ thôi, ví dụ như số 1, số 2 á các bạn, là nó bị giật khi mà mình tăng ga giảm ga. Còn những cái số 3, số 4 á, là khi mà mình giảm ga là cái xe nó sẽ trượt tới. Đó, không biết sao Winner X nó bị vậy các bạn. Là mình có coi trên mạng á, một số người á, là họ hướng dẫn, họ nói là khi mà giảm ga là phải bóp côn. Thì tất nhiên là cái đó là cái lý thuyết thôi, mình không có nói cái vấn đề đó là đúng hay sai. Nhưng mà về cái thực tế mà khi mà các bạn di chuyển trên đường á, là không phải lúc nào mình giảm ga là mình cũng cũng bóp côn hết. Bình thường mà, có nghĩa là đúng cái số của mình đi, đúng số đi thì các bạn cứ việc đó là đạp ga thì xe nó chạy tới đúng không, giảm ga thì xe nó sẽ chậm lại, tuy nhiên nó không có bị tức tình trạng giật giật. Mà ví dụ mình đạp ga thì xe nó sẽ từ từ nó vọt tới, khi mình giảm ga thì xe nó sẽ từ từ nó sẽ chậm lại, chứ nó không có giật lại giống như là mình thắng vậy các bạn. Nó làm cảm giác nó là đi khó chịu lắm. Thì cái này á, là mình thấy có một vài người trên trên mạng á, là cũng nói tới cái tình trạng này, nhưng mà các bạn trả lời thì có vẻ là nó không có đúng ý của cái người hỏi lắm. Thành ra là mình không có biết là cái này là lỗi hay là cái tính năng của chiếc xe đó. Thì có thể là mình chạy một thời gian á, mình quen với cái vấn đề này á, thì mình sẽ tìm cách khắc phục. Nhưng mà mình đi chiếc xe đúc 200 phân khối rồi nó không bị tình trạng như vậy. Có nghĩa là mình đang đi, ví dụ mình đang đi số 4 đi, mình tăng ga thì xe nó sẽ vọt tới. Rồi mình giảm ga thì xe nó sẽ chậm lại, nhưng mà nó không có bị giật một cái giống như là mình thắng vậy các bạn. Nó khó chịu lắm. Thành ra đi á, là cứ vặn ga là nó giật một cái, giảm ga nó lại giật, nó lại chậm lại cái, cực kỳ khó chịu luôn. Thành ra nhiều khi là mình không biết phải xe mình lỗi hay là cái xe Winner X nó như vậy. Nhưng mà nếu như mình nghĩ là xe lỗi thì nó cũng hơi bị khó cái trường hợp này xảy ra, bởi vì là cái xe của mình đó mình đem về mình không thấy nó bị lỗi một cái gì hết. Thấy nó cũng bình thường, tiếng nổ bình thường, chạy nó cũng bình thường. Đó. Còn nếu như cái chức năng nó gọi là, nếu không phải lỗi mà là tính năng của nó đi, thì mình thấy tính năng nó cũng hơi vô lý các bạn. Mình đi nhiều xe rồi, nó là xe côn tay, mình chạy xe hơi cũng có, rồi mình đang đang chạy mỗi xe của thằng em mình là chiếc xe phân khối lớn đúc 200, đâu thấy bị tình trạng giật 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 gì đâu. Chở bà xã mình đi giật giật về, bà xã cứ tưởng là mình không biết chạy xe con tay không, mà thấy nó bực mình ghê luôn á đó. Mà trong khi đó là xe mới nha, mới chạy có 90 cây số, 90 cây số thôi tổng cộng đó,
Không biết là tình trạng này nó có giảm bớt khi mà mình chạy hết Toyota hay không. Thì mình định là cuối tuần này nếu mà rảnh thì mình sẽ chạy một cái tour xa xa khoảng hơn 100 cây số đó. Thì nếu như mà mình chạy hết cái tour đó, mình coi thử nó còn bị tình trạng vậy không, chứ còn bị tình trạng vậy thì đúng là bó tay luôn, không cách gì chạy được luôn các bạn thấy nè, mình vặn ga nha, vừa vặn lên cái nó giật một cái nó chạy tới, khi nhả ga cái nó giật lại một cái, giống như là thắng vậy đó, khó chịu ghê gớm luôn. Trong khi chiếc xe 200 phân khối nó cũng không có tình trạng vậy, khi mình vặn là nó cũng từ từ nó lướt tới, rồi khi mà mình giảm ga nó cũng từ từ nó sẽ chậm lại, nhưng mà nó cũng từ từ chứ nó không có giật, cứ mà giật một cái bây giờ thắng vậy đó. Đó là cái tình trạng xe này. Ngoài ra thì bữa giờ mình chạy là 90 cây số thì trải nghiệm mới 90 cây thì nó cũng không có phải là nhiều. Đường thì mình đi cũng đường phố thôi, thành ra là mình cũng chưa có đánh giá được cái điểm hay hay là điểm mạnh hay điểm yếu của nó các bạn. Nhưng mà mình thấy nó có một cái tình trạng như vậy là hơi hơi khó chịu đó. Rồi thì nếu như bạn nào á mà cũng bị tình trạng giống như mình thì các bạn chia sẻ giúp cho mình thử coi là cái đó là cái tính năng hay là lỗi mà nó có hết hay không, hay là nó cứ vậy hoài. Nếu như mà hết roda các bạn mà nó vẫn bị như vậy thì mình nghĩ là bó tay luôn á, chắc là mình không thể nào mà mình chạy được một chiếc xe như vậy, nó khó quá quá khó chạy luôn á. Các bạn cứ nghĩ khi mà các bạn vặn ga một cái là sẽ giật cái, khi các bạn giảm ga nó lại giật, nó giật chậm là một cái cực kỳ khó chịu luôn đó. Không biết là có bạn nào bị giống mình hay không, cái xe của mình bị lỗi. Xe bị lỗi thì mình thấy nó cũng hơi hơi là hiếm, các bạn thấy nha, những xe mà nó mới ken không đó, mà lỗi này là gọi là lỗi gì, bó tay mà. Khi mình nói thì mình nghĩ là một số bạn tưởng là mình chưa có đi xe côn đó, thì chưa hiểu cách vô côn vô số. Một số bạn cứ nói là phải côn côn ra thì ga vào, rồi khi mà giảm tốc thì phải bóp côn. Nhưng mà mình biết hết nha các bạn, mình đi xe hơi là mình đi xe hơi của mình đó, là xe côn, xe gọi là xe số sàn đó, là mình đi 3 năm trời đó. Cái xe số sàn với cái xe côn, xe máy côn tay nó y chang nhau luôn các bạn, nó không chỉ là cái gì cắt ly hợp rồi vô số đó, rồi nhả ly hợp ra rồi chạy, nguyên lý về cơ học đi chang nhau đó. Thành ra là mình biết cách chạy xe côn chứ không phải là không. Rồi mình có một cái chiếc xe của thằng em mình để đây, bữa giờ mình chạy cũng cả trăm mấy chục cây số, mấy trăm cây số rồi, nó là mình thấy không bị tình trạng vậy. Không hiểu sao em Win NX này bị chán ghê đó. Các bạn thấy mới không, mình chùi rửa nó hơi mới bóng loáng luôn. Ok, hôm nay là mình chia sẻ nhẹ nhẹ về một tình trạng của em nó. Rồi các bạn nào biết được lý do vì sao, các bạn chia sẻ với mình nha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.